Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thiên Vũ. Thì Giáng sinh cũng sắp đến rồi, không biết các bạn đã tậu được em loa nào về chơi Giáng sinh cho gia đình mình chưa? Thì năm nay Thiên Vũ chơi lớn, đó là Thiên Vũ đã tậu được em loa Boe L1 Pro 8. Đây là chiếc loa có mặt đầu tiên tại Việt Nam. Thì ở trên kênh YouTube của Thiên Vũ cũng đã có những clip đập hộp, hát live band và chơi saxophone. Thì ở clip này mình sẽ cho các bạn trải nghiệm âm thanh hát loa, hát karaoke. Thì các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Hạ giọng cho ta trong nghìn trùng giờ đông, đừng một lời nào mai nghĩa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơm lớn, cho mang mang đến tận đỉnh sầu. Này ôi em, một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa. Xây dựng ta như từ thuở bao giờ. Em cứ nâng ly xin đừng ruột và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Cuối cùng rồi mình vẫn quên, có sao đâu khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui. Hỡi đau mà tiếc thương thắm anh. Những ngày còn nồng ấm ái giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung. Người thì mong một trời mây bay, người thì còn mãi chẳng đôi tay. Nên anh đã biết được nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy tuổi mai già. Và mùa xuân quanh mặc áo mới hẹn dành cho em tình yêu rất là. Các bạn thân thân hát karaoke của chiếc loa này như thế nào thì hãy comment phía dưới cho mình biết. Hiện tại thì Thiên Vũ đang là đơn vị đầu tiên sở hữu chiếc loa Boe L1 Pro 8 có giá là 36 triệu. Đặc biệt Thiên Vũ đang có chương trình pre-order, là khi các bạn đặt cọc 1 triệu hàng về các bạn sẽ được giảm giá ngay 1,5 triệu. Và khi các bạn mua thêm sao mix E1, các bạn sẽ được giảm thêm 500.000. Nếu các bạn muốn là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc loa Boe L1 Pro 8 thì hãy gọi điện cho hotline của Thiên Vũ để được tư vấn, hoặc đến showroom Thiên Vũ để trải nghiệm trực tiếp âm thanh của chiếc loa này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thiên Vũ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.